đội Thác Công Lipa, nước phân thể nguyên bản lên của mày. Ok, chào mừng 500 anh em đã trở lại với cái kênh Trải nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em tiếc gì cho máy một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những video, những cái like sớm nhất từ cái kênh trải nghiệm của mình nha anh em. Hôm nay mình vào trong một cái con game là LOK2, còn gọi là Lock 2, server Nam Bắc. Và mình sẽ hướng dẫn cho các anh em cài ngọc làm sao cho nó hiệu quả nhất ngay cái thời gian ban đầu mà server nó đã ra một cái ngày, đó là 7/7/2024. Cái cách mà để cài như gì á, lúc trước mình đã có chia sẻ cũng rất là nhiều clip, nhưng mà một cái thời gian sau này thì AD người ta đã không có cho ngọc ra tràn gian, người ta chỉ cho ngọc ở bãi VIP và những cái bãi mà BK. Còn hiện tại một cái server Nam Bắc, một cái server dị bản 3.2 này thì Mo người ta đã cho rơi ngọc tất cả những map ở sub không BK, ở sub BK và tất cả những cái bãi quái luôn, bãi quái nào cũng có rơi ngọc. Thì hôm nay mình sẽ vào trong đây hướng dẫn cho các anh em làm sao để cho cài ngọc dễ nhất, cài ngọc hiệu quả nhất, các anh em không bị full gương, hạn chế full gương thấp nhất có thể nha anh em. Đầu tiên thì các anh em muốn sở hữu và chơi được một cái con game là LOK2 thì các anh em có thể là lên trên Android, lên trên CH Play, các anh em gõ cho mình là LOK2. Còn nếu các anh em chơi cái hệ iOS thì các anh em lên App Store, các anh em có thể là gõ là VOMU2, cho nên mình sẽ có để những cái dòng chữ ở trên màn hình, các anh em có thể là nhìn theo đó để tải. Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn làm sao cho các anh em set up được một cái vị trí gương, các anh em có thể là nhận ngọc tốt nhất có thể và hạn chế full đồ. Vì sao? Mình sẽ vào trong đây cho các anh em xem thành quả của mình 3 ngày cài cuốc. 3 ngày cài cuốc của mình nó đã có những cái thành quả như gì đây? Thì các anh em đợi theo cái thứ tự như mình. Vì sao mà phải đợi như gì? Thì ở đây nó chỉ có là vị trí một ô thôi. Các anh em xui lắm thì các anh em nhận được những cái con mắt quỷ và những cái chìa phá quỷ để mà mình khảm cái giấy review, nhưng mà cái đó nó ra cũng ít lắm. Thì ở đây nó sẽ có những cái viên ngọc nó gơi clip mấy cái lỗ này thì các anh em lại có một cái lượng ngọc rất là nhiều. Và chúng ta không có nhặt những cái món đồ gác vào trong đây, chỉ là chủ yếu thiên về bên ngọc. Thì cái này mình đã có chia sẻ vào một cái server lớp lúc trước là cài ngọc rất là nhiều và nó cũng cho ra một cái tỷ lệ là ngọc thần bí có thể là sửa gấu được, nên là mình đã áp dụng cái mẹo này. Thì cái mẹo này một số anh em chơi dày dặn lâu năm là sẽ biết, còn những anh em nào mà mới chơi hay là dân chơi nửa mùa thì các anh em có thể là nhìn vô cái clip của mình, đừng có bỡ ngỡ và hãy nhanh và luôn cho một like rồi vào ở trong game set up như mình để các anh em có thể là nhận ngọc mà không lo bị full gương. Vì sao? Cái viên ngọc thần bí này các anh em không chỉnh vào cái hệ mà nhặt đồ thường thì nó không có nhặt đâu, nó không có nằm ở bên cái hệ dê ve nha. Mình sẽ vào trong đây cho các anh em xem mà mình set up như thế nào. Các anh em vào trong hình con mắt, các anh em thấy cái chữ là auto item thì các anh em nè tự nhặt đồ bình thường nè, nhặt đồ S nè và nhặt dê ve và long vũ. Thì các anh em nếu mà tích bỏ cái là nhặt đồ bình thường này, nó không có nhặt viên ngọc thần bí cho anh em, thì như vậy các anh em phải bật lên. Nếu mà các anh em bật lên như gì mà các anh em không có set up được cái gương như gì thì các anh em nhặt một chút xíu là full gương, chúng ta không có nhận được bao nhiêu ngọc hết. Còn cái này thì xác suất chúng ta nhặt ngọc rất là nhiều luôn. Thì ở đây mình đã vừa treo và vừa nghỉ 3 ngày thì nó như gì đây. Hôm nay mình lấy cái con thương thủ của mình đi chạy reset. Cái con nách quay của mình chỉ có là 30 reset thôi. Và làm sao mà để cài được như gì và chọn những cái bãi quái ra sao để mà phục vụ tốt cho cái nhu cầu cài của anh em. Các anh em nên chọn là bên cái server là không BK. Vì không BK chúng ta chỉ có xác suất là cạnh tranh bãi thôi, chứ không có bị BK. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các anh em luôn. Và không phải là những cái bãi mà mình hướng dẫn là nó sẽ gơi ngọc đều và thường và xác suất tỷ lệ nó rơi ngọc cao hơn vậy thôi, và tất cả những cái map đều rơi ngọc thần bí này nha. Điển hình như các anh em ở từ cái map thấp nhất là các anh em ở một cái map là Lorenkia, các anh em dài lên cái map cao nhất đó là một cái map là 300 là Kagutan, map nào cũng rơi cái viên ngọc thần bí. Nhưng mà mình sẽ chia sẻ những cái mà map mà mình đã nhặt nhiều nhất có thể. Lúc trước thì mình đã nhặt, mình bán lên mình kiếm đồng con, còn bây giờ mình không có bán nữa mà mình tích lại, mình cho các anh em nhìn thấy là mình thực hành được. Thì các anh em vào trong đây, các anh em set up y chang mình, các anh em cũng thực hành theo mình được luôn, chứ không có khó khăn đâu, nó rất là dễ. Đầu tiên các anh em muốn farm tốt thì các anh em phải chọn một cái bãi quái riêng biệt. Bãi quái riêng biệt là sao? Là cái chỗ quái này nó không có cái diện rộng quái của nó lan đi từ chỗ. Ví dụ là các anh em ở đây là nó sẽ riêng biệt, nó sẽ cách những cái bãi quái khác, nó không có gần. Tại vì chúng ta chỉnh ở chế độ là nhặt đồ bình thường
thì các anh em ở đây nếu mà farm ở đằng đây nó có một con nó gơi đồ thì bắt buộc nó phải chạy lên đây nó nhặt, thì nó bỏ bãi đi rất là xa. Nhưng nó bỏ bãi đi gần á thì chúng ta có thể là đảo về cái vị trí cũ ban đầu được, vì quái nó xuất hiện ở đây, đồ nó gớt ở đây thì mình có thể là mình quay về cái chỗ này được nha. Thì các anh em có thể là lên tốt nhất cho mình là một cái map Atlan 3 nha anh em, vì một cái bãi quái như gì nó không có những cái bãi quái lan. Các anh em farm chủ yếu cái cự ly và cái phạm vi nó chỉ là vòng vòng ở đây thôi, nó không có đi những cái bãi quái khác, thì ở đây là một cái điểm cực kỳ tốt để cho các anh em farm. Và tiếp theo thì các anh em lên cho mình là một cái map là ta căng. Các anh em đừng có ở lót nha, tại vì lót những cái bãi quái nó sẽ khích với nhau và những cái con quái nó sẽ đi ra một cái diện rộng lan, nên anh em chúng ta farm sẽ dễ bỏ bãi quái mà chúng ta đi. Nên chọn những cái bãi quái nào mà nó ra nhiều và nó riêng biệt thì các anh em farm nó sẽ tốt nhất, mình hạn chế mình bỏ bãi quái đi. Cái bãi đầu tiên ở trên cái map ta căng á thì ở đây là có một cái bãi quái lan nha. Bãi quái lan là cái bãi quái này đây, các anh em có thể là ở đây farm cũng được nè, nhưng đặc biệt là các anh em phải gom quái lại hết. Nếu mà không gom lại á thì những cái con quái lan này á là nó sẽ di chuyển chúng ta đi chỗ khác, các anh em thấy không, nó lan rất là nhiều. Các anh em chạy lên hướng này cho mình, ở đây nó sẽ ra thành cụm quái, ở đây nó sẽ ra thành cụm, các anh em có thể là chọn ở chỗ này tốt nhất có thể. Ở đây là một cái bãi whip ở trên map là ta căng. Tiếp theo thì các anh em lên cho mình cái ta căng 2 nha. Ta căng 2 các anh em đừng có nên ở cái bãi đầu, bãi đầu xác sức mình bỏ bãi quái đi rất là cao. Các anh em đi lại đây, về cái cánh tay phải cho mình, chạy lên cánh tay phải, ở đây có một cái bãi quái whip mà mình đã farm ở đây rất là tốt. Ở đây ngay vị trí ở đây là có một cái bãi whip. Bãi whip này giúp cho chúng ta farm cái lượng gen ra rất là ổn và quái nó rất là đông, xác suất chúng ta nhận ngọc rất là cao. Nên các anh em có thể là ở ngay cái vị trí này. Trước khi mà ở cái vị trí này thì các anh em có thể là đi vòng vòng để mà mình quét. Quét làm sao cho nó gom lại một cái vị trí cố định rồi chúng ta farm. Thì mình treo cái bãi quái này mình lượm đâu cũng được là 3 ngọc, 4 ngọc gì đó anh em. Ngay cái điểm này luôn. Điểm này là cái điểm chính mà mình treo thường nhất có thể, các anh em thấy không? Không có quái lan mà nó chỉ có là quái nó gom lại thành cụm thôi, và xung quanh cái bãi quái này chu vi diện rộng của nó là không hề có những cái con lan nha. Và các anh em lên trên map trên đây cũng được. Nếu mà các anh em vừa farm ngọc vừa farm master, đây nó ra một cái như vậy đây, thì các anh em thấy nè, nó sẽ vô một ô thì các anh em có thể là ba. Nếu mà các anh em không có chen những cái bình HP vô như vậy thì một lát nó sẽ full gương ngay. Các anh em nếu mà canh máy 24/24 thì các anh em có thể là lên trên Kantogu 2 lên trên đây, nhưng mà nó xác suất là nó dễ bị bỏ bài quái đi, cho nên các anh em có thể là vừa farm ngọc vừa farm master được. Các anh em đứng ngay cái vị trí này cho mình, đừng có đứng xa quá, cứ đứng ngay vị trí này rồi các anh em cứ quẩy cho mình. Trên đây cũng là bãi whip nha, mình đừng có lên bon chen quá anh em. Cái nó sẽ cho chúng ta hai cửa rất là gõ gạch. Nếu mà anh em chúng ta cài ngọc thì chúng ta sẽ kiếm những cái bãi quái nào cho nó là riêng biệt, còn các anh em muốn cài master thì các anh em đây như thời gian trực máy, các anh em có thể là lên trên đây vừa ôm máy rồi mình vừa làm cái này làm cái kia như lướt web bấm điện thoại gì đó, thì các anh em có thể là nhìn lâu lâu mình địa vô cái nó bỏ bãi đi xa quá thì chúng ta có thể là quay lại. Còn treo qua đêm thì các anh em có thể là vào những cái bãi quái mà mình mới chia sẻ mới tư vấn cho anh em, các anh em treo từ đó tới sáng luôn, đảm bảo ở ngay vị trí quái luôn, không có bỏ bài quái đi đâu hết, và xác suất của mình nhặt ngọc rất là cao luôn. Ở đây các anh em thấy không, farm vừa farm quái mà mình vừa farm điểm master được, nó rất là tốt nha. Và tiếp theo là còn một cái bãi quái ít cạnh tranh nhất mà chúng ta kiếm được cái nguồn thu nhiều nhất, điểm master của chúng ta cũng khá là tốt luôn. Các anh em lên trên map là cờ ri vọt cho mình. Thường thường mình nói là cái map cờ ri đó anh em. Các anh em đừng có ở bãi quái đầu nha, ở bãi quái đầu là nó sẽ lan, nó lan từ cái bãi quái bên đây nó lan tới cái bãi quái bên kia luôn. Đây bãi quái bên đây đây, nó sẽ lan qua tới bên đây luôn, là nó xác suất nó sẽ bỏ bãi quái đi, nó sẽ chạy từ bãi quái bên đây chạy qua chạy lại chạy qua chạy lại. Mà các anh em lên trên đây, lên trên đây các anh em ở đây mình riêng biệt một cái khung trời riêng của mình đây. Có đô là nó chạy lại nó nhặt. Các anh em nhớ nha, phải chỉnh vô là tự nhặt đồ bình thường, các anh em cứ ở đây cho mình. Ở đây xác sức các anh em nhận ra rất là nhiều, gen nó cũng rất là tốt, cái lượng ad lên cho chúng ta cũng rất là tốt luôn. Quái trên này nó rất là đông. Đầu tiên các anh em đi gom lại cho mình, tại vì hiện tại là mình đang ôm bãi quái nè, các anh em có thể là gom lại, gom những cái con quái lan ra. Khi mà nó giao thành cụm rồi các anh em cứ việc để đó đây, như mình đây thì các anh em gom như vậy đây rồi rất là tốt rồi. Các anh em đi lại đây cứ việc treo ở đây cho mình. Khi mà nó chạy vòng vòng có cái đồ lõm ra, nó chạy vòng vòng nè, nếu mà có con quái ở xa quá nó gớt đồ là nó xác suất nó sẽ bỏ bãi nha. Thì các anh em tốt nhất là mới vào bãi quái thì các anh em nên gom. Và cái con để farm ngọc tốt nhất ngay thời điểm hiện tại, các anh em có thể là chọn cái con MG, con sum và con rách quái. Ba con này nó có một cái skill farm diện rộng, chúng ta có thể là cài ngọc rất là tốt, cài master rất là tốt luôn. Thì mình khuyên các anh em nên chọn những con đó nha. Và những cái bãi quái mà mình chia sẻ mình đã farm nó hiệu quả nhất thì mình đã review lên trên đây để cho các anh em biết cái thông tin mà các anh em có thể là vào trong đây để cài những viên ngọc như vậy. Những viên ngọc như vậy nó hỗ trợ cho chúng ta là biết được cái server này, những viên ngọc này nó làm cái gì. Thì anh em có thể là đập vào một cái cây vũ khí như gì đây. Cây vũ khí này chừng nữa mình sẽ có một cái clip rồi mình đập vào để test cho các anh em hết cái dạng ngọc xem là nó sẽ được như thế nào, để
để cho các anh em vào trong đây là biết. Và một điều đặc biệt thú vị hơn là anh em có thể là dùng cái viên ngọc thần bí đó có thể là sửa những cái con gấu của chúng ta, khi HP của con gấu chúng ta quá thấp đi thì chúng ta có thể là sửa. Nhưng mà quyền trợ giúp mình nhớ là chỉ có 2 lần thôi. Những cái phiên bản của server cũ thì mình chỉ sửa được 2 lần nha anh em. Thì những cái phiên bản server cao chừng nữa mình sẽ test xem là mình sửa được có mấy lần. Và hiện tại cái con nách quay này nó farm á là không hề tốn gấu. Các anh em nhớ nè, nếu mà lên trên một cái map cao quá các anh em cài thì các anh em nên cắt gấu cho mình nha. Tại vì lên map cao cài á thì cái lượng quái nó cắn chúng ta sẽ đau hơn, đồng nghĩa là cái con gấu nó sẽ nhanh mắc hơn. Và đặc biệt qua cái sức PK, làm ơn làm phước cắt con gấu cho mình đi. Nhặt được có mấy cái đồng gen đâu mà mắc gấu rồi các anh em phải đi kiếm từ con lại, nó rất là nhọc. Trong khi đó các anh em ở bên cái server là non PK, con gấu của các anh em chơi rất là lâu luôn, hơn 1 tuần lễ không xi nhơi. Còn các anh em đi lên ở bên server PK đi, các anh em chạy, các anh em ôm máy thì 1-2 lần bị PK thì không sao. Nhưng mà chạy reset mình khuyên anh em, tại cái đó mình đã có gợi ý các anh em rất là nhiều rồi, không tại các anh em xem rồi các anh em tua nên các anh em không biết thôi. Chạy reset thì các anh em qua bên server non PK giúp mình, còn hô mà cài master thì qua server nào cũng được, ở bên non PK cũng được, ở bên là PK cũng được. Nhưng bước chân qua server PK rồi thì các anh em nên cắt cái gấu của các anh em lại nhanh hỏng. Vì khi mà muốn farm cho nhiều, farm cho tốt thì các anh em phải vào trong một cái nhóm BT, mà cái nhóm BT quánh ra được là 5 gen, 8 gen, 10 gen thì nhặt nó làm cái gì. Trong khi đó là gấu của mình á thì nó mua một cái tỷ giá rất là cao, 50 đê con, và kèm theo đó là một cái lượng gen rất là nhiều. Trong khi đó mình chưa có nhặt được, thu hồi vốn được thì con gấu của mình nó đã hẻo rồi. Và mình đáp ứng anh em cũng đâu có kịp đâu, tại vì nhiều anh em chơi rồi có mình ơn mình đáp ứng, làm sao đáp ứng kịp cho anh em. Nên anh em gặp là xin, nhưng có là mình sẽ cho, còn không có thì thôi nha anh em, chứ đâu phải là các anh em xin giờ nào cũng có đâu. Còn gen á thì vào trong đây 1m, 2m thì alo là mình có liền. Còn gấu á thì các anh em cũng phải thừa biết rồi, các anh em cài không ra thì làm sao mà mình cài ra được anh em. Nhưng mà cái đó là các anh em suy nghĩ nha, còn mình là mình cài ra được. Tại vì mình sẽ chọn một cái con đường nhất định, vì không có thể nào mà dăn vỏ xong toàn được. Nó vừa có dăn thì nó sẽ mắc vỏ, và nó vừa múa vỏ được á thì nó là không có dăn đâu. Nên vì thế mình phải qua bên cái server là non PK, mình vừa farm ngọc được. Ngọc của mình á, giá trị ngọc của mình nhiều nhất là cái ngọc là thần bí. Còn các anh em ở bên cái server mà PK thì các anh em sẽ xác suất nhặt được là những cái viên ngọc random, đó là lai nè, chao nè, bơi nè, ớt nè. Còn những anh em nào muốn là gen, rồi muốn master hay là muốn ngọc thần bí thì các anh em ở bên là non PK cho mình. Còn nếu mà góp vui vào trong đây góp vui á thì mình không cấm cản anh em ở server nào hết. Cái này là mình chỉ tư vấn cho các anh em chơi làm sao farm ngọc nó hiệu quả, con gấu nó lâu chết nhất có thể và mình kiếm được cái nguồn thu. Như ví dụ các anh em farm ra những viên ngọc thần bí, các anh em không khảm vào ngọc, các anh em không khảm vào trang bị mà các anh em muốn kiếm cái đồng con thì các anh em lên trên đây xem là người ta bán bao nhiêu. Hôm trước thì mình bán toàn là 35-40, còn bây giờ thì nó hơi sụt giá một tí, nó còn 19. Thì các anh em có thể là treo lên 17 nè, 18 nè, hoặc là treo 19 cùng với người ta luôn. Nếu mà anh em là người ta đang máu chiến á, thì người ta sẽ gom hết. Còn các anh em mà, như là người đây treo 19, còn người này treo 25, đấy, người ta đang giữ giá tốt thì người ta giữ 25. Anh em nào muốn bán cho lẹ thì anh em treo tỷ giá là 19. Như ví dụ đây, mình có bao nhiêu đây, mình treo với tỷ giá là 17-18 thì người ta sẽ mua rất là nhanh. Nếu mà các anh em không dùng tới thì các anh em có thể là treo bán cái đồng con. Các anh em lấy cái đồng con đó, các anh em có thể là lên trên đây các anh em shopping lại. Cái con đường cài nó rất là dễ anh em. Nếu mà các anh em bán mấy cái viên ngọc đó là các anh em có thể là mua cái gậy cung đâm này được. Đấy là gia tăng sát thương cộng liver. Thì từ bước 1 đi lên, như ví dụ các anh em học là mẫu giáo, các anh em bước qua lớp 1, lớp 2, đầu tiên các anh em mua cái gậy cung đâm cho mình, xài một thời gian chán chơi các anh em có thể là bán, hoặc là các anh em có thể là free shop luôn nếu mà mình chảnh. Còn không thì để lại cho cái con nhân vật phụ của mình. Trong khi mà cầm cái gậy cung đâm, chúng ta có thể là farm tốt, kiếm được một cái nguồn đời con nó dồi dào hơn chút xíu, thì các anh em lướt web, các anh em có thể là kiếm những cây gậy cho nó tốt hơn, rồi mình nâng cấp mình lên đời. Còn đầu tiên các anh em mới vô, mình phải kiếm một ngày là 20 viên, 30 viên, và phải một ngày kiếm được 2-3k đê con. Ở đâu ra anh em, ở đâu ra top nó phải vào trong đây, nó quăng từ cái hộp boss, mỗi hộp boss là từ 1k, 2k, 3k hay là cái gì đó, thì nó bỏ ra cả hàng đống này kìa mà nó còn chưa sở hữu được hết. Còn ở đâu mà các anh em phải vào trong đây là phải whip liền. Đây, như ví dụ có một cây thằng ma này đi, thì gia tăng thêm 4% sát thương và tăng mana nữa. Ở đầu game mà các anh em cầm được cây này á thì nội công của các anh em sẽ lên thấp bội luôn. Nó không có cái dòng mờ, nhưng mà một thêm một cái dòng là sát thương của chúng ta nha. Cái kia nó chỉ là có sát thương hoàn hảo thôi, còn cái này nó tăng, sẽ tăng sát thương của chúng ta lên là 4% nữa, nó rất là nhiều. Và kèm theo có một cái dòng mana nữa, các anh em farm từ đây tới cái năm bính tý luôn,
không hết. Cơ bản anh em có thể là dùng là kỳ lân, cum đum và cái cây là thiên sứ. Khi mà chúng ta đã có một cái nguồn đê con nhất định rồi, anh em hãy mua cho mình một cái cây, đó là cây bọ cạp, cây thằng ma. Xong mua được cái cây vũ khí cho nó tốt, cho nó bén rồi thì anh em quay lại kiếm đồ cho mình. Đồ thì các anh em cũng vậy, từ lớp 1 đi lên đi các anh em. Đừng có mà mới vô nhảy vô lớp 4, lớp 5 liền rồi người ta hỏi lại những cái cơ bản của lớp 1, lớp 2 làm sao có. Tại vì các anh em không có bắt đầu từ một cái chuyện là cài những cái chuyện nhỏ nhất có thể. Ví dụ đi, mình nói nhỏ cho anh em nghe thôi. Các anh em có thể là cài gen, các anh em tích lại, các anh em bán cho những cái nào cần. Mình kiếm những cái món đồ mà người ta chán, mình bán lại cho những người nào cần. Đây, như ví dụ là gen đi, một số anh bà gồ hay là một số anh em gì đó vào trong đây người ta không xin, người ta không có gì hết, người ta có thể là mua của các anh em. Các anh em có thể là bán được, tại vì một số server lúc trước mình có hướng dẫn anh em là cài gen bán. Anh em cài gen bán rất là tốt luôn. Hiện tại bây giờ thì người ta dùng cái đồng con ra để người ta đổi qua gen, thì thay thế gì dùng đồng con đổi ra gen. Mình ví dụ 10 đồng con các anh em đổi ra 1 mét gen, thì trong khi đó các anh em sẽ bán cho nó thấp hơn chút xíu. Ví dụ các anh em bán 1 mét 5 hoặc là 2 mét mà chỉ 10 đồng con thôi, thì người ta sẽ mua anh em ầm ầm và đùng đùng luôn. Cái đó là một cái mẹo mà mình đã chỉ cho anh em rất là nhiều. Mình cài cái nguồn thu từ cái chuyện mà thấp nhất, nhỏ nhất, và cái chuyện là không ai nghĩ đó là có thể là kiếm ra được cái đời con, nhưng mà các anh em có thể là áp dụng vào trong đó kiếm ra được đời con. Các anh em có thể là tích gen nhiều vào. Những người nào người ta cần, người ta mình muốn mua bao nhiêu mét gen hay là muốn mua 1 tỷ gen gì đó, thì mình sẽ có, mình bán lại liền. Cái đó là có nha anh em, chứ không phải là không có đâu. Tại vì mình cũng thường làm như vậy, mình kiếm được những cái đồng con như vậy, mình chia sẻ hết lại cho các anh em. Các anh em có những cái kiến thức cơ bản đó, các anh em vào trong đây chơi cái con game nó sẽ nhẹ nhàng thoải mái. Vì sao các anh em nói vào chơi con game nó khó quá, server không có hỗ trợ gì chứ. Nếu mà ở một cái server cũ mình hỗ trợ các anh em từ A tới Á, từ đầu tới giò luôn, thì các anh em nói đồ cùi quá, BK không lại. Đã đồ hỗ trợ mà các anh em đội BK với đồ mà nạp tiền thì cái đó nó hơi sai chút xíu ha. Nhưng mà không sao, các anh em nói ôi mình chờ server mới, mình qua server mới mình chơi. Thì bước qua server mới các anh em không có kiến thức để các anh em cài server mới, thì các anh em nói ôi rồi ôi vào cái server không có đường nào cài được cho newbie, không có đường cho newbie thở. Cái đó là một cái sai, tại vì các anh em không có xem kênh của mình, cái thứ nhất. Cái thứ hai là các anh em không có theo dõi, hay là cái thứ ba là các anh em vào con game các anh em không biết bắt đầu từ đâu. Các anh em thấy người ta quá trời cao sang, người ta đi đâu cũng lộng lẫy hết, vũ khí tốt, win tốt, rồi những cái món đồ ở đầu game mà làm sao người ta có. Cái đó là một cái suy nghĩ sai lầm. Mình không nạp, không chỉ là mình không nạp nhưng mà người ta nạp. Các anh em đừng nghĩ là mình không nạp rồi người ta cũng không nạp nha. Người ta sẵn sàng, người ta gớt lúa xuống, người ta phục vụ đam mê, người ta nạp rất là kinh khủng anh em. Ở đầu một cái server người ta bỏ ra 10m, 15m, 20m. Khi những anh em nào mà có mua bán qua lợi với ông mod đó là các anh em sẽ biết, người ta gớt lúa rất là nhiều, người ta vào trong đây người ta quăng ra, người ta kiếm những cái nguồn thu tại vì dụ cho cái đam mê của người ta, chứ không phải là vào trong đây để người ta hơn thua. Đầu tiên người ta sẽ phục vụ, người ta kiếm một cái cây đồ trước, như mình đây, kiếm một cái cây đồ gian dở trước. Khi có đồ xong rồi thì người ta sẽ tính tới cái chuyện mà kinh doanh, tại vì có đồ thì người ta sẽ có một cái nguồn thu nhất định rồi, người ta có thể là ôm bot được, người ta có thể là chiếm những cái bãi quái tốt được, thì người ta sẽ có những cái nguồn thu, người ta bán lại ngọc, bán lại đồ bot, người ta săn ra đồ random thì người ta có thể là người ta bán lại, hoặc là người ta gớt lúa, người ta quăng đồ ra, người ta bán cho anh em xài, đồ tốt người ta để lại người ta xài, còn đồ mà trung bình hay là đồ khác hệ thì người ta có thể là bán cho các anh em. Đó là những cái mà cơ bản và thông dụng nhất để chia sẻ cho các anh em nha. Và video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Các anh em có thể là đúc kết lại những cái gì mà mình đã ghi view cho các anh em biết rồi các anh em áp dụng vô nha, và hẹn anh em một cái video gần nhất để vào trong đây tiếp tục chia sẻ cho các anh em về cái cách chơi nha anh em.